Thưa quý vị, đến thời điểm hiện tại, cả nước có hơn 50 trường đại học công bố đề án tuyển sinh năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển, chương trình đào tạo và cả chỉ tiêu tuyển sinh. Theo đó, thí sinh cần lưu ý chỉ tiêu xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của nhiều trường năm nay đã bị giảm xuống. Là trường đầu tiên công bố thông tin tuyển sinh năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, năm nay, trường cơ bản giữ ổn định phương án tuyển sinh đại học chính quy như năm trước với 60 mã ngành chương trình và 6.200 chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu lớn nhất dành cho phương thức xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường chiếm 70%. Thuần theo điểm thi trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học phổ thông, thì Trường Kinh tế Quốc dân có lộ trình giảm dần. Giảm dần nếu mà tính cho 2 năm gần đây, thì năm 2021, thì Trường Kinh tế Quốc dân xét theo tổ hợp 3 môn ấy, của điểm thi thì là 50%. Thì năm 2022 thì theo đúng quy định của Bộ là giảm 30%, không quá 30%, nên đã giảm xuống 35%. Thế và đến năm nay theo lộ trình đó thì xuống còn 25%. Tuy nhiên là việc sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì Trường Kinh tế Quốc dân thực ra vẫn sử dụng đến trên 50%. Đấy, tại sao như thế? Tại vì là ngoài 25% sử dụng tổ hợp 3 môn thì chúng tôi còn sử dụng 2 môn thi trong các cái đối tượng của cái phương thức xét tuyển kết hợp. Cụ thể là 10% là đối với học sinh chuyên và 20% kết hợp với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế. Trường quốc tế cho biết năm 2023 và các năm tiếp theo, xu hướng của trường cũng như nhiều trường đại học khác thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ thay đổi chỉ tiêu đối với các phương thức xét tuyển. Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh sẽ thông tin chính thức cụ thể từng ngành, từng trường, từng phương thức vào cuối tháng 2 này khi đề án tuyển sinh được công bố. Tôi tin rằng trong những năm 2023 cũng những năm tới thì một trong những cái phương thức xét tuyển mà Đại học Quốc gia đang rất là chú trọng đó là xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, thì sẽ là một cái hướng xét tuyển mà các đơn vị cũng sẽ tăng dần cái tỷ trọng, tỷ lệ mà chỉ tiêu dành cho cái phương thức này. Tuy nhiên, với nhiều trường, chỉ tiêu để xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn chiếm tỷ trọng lớn. Ví như Trường Đại học Giao thông Vận tải, năm 2023, công tác tuyển sinh của trường gần như giữ nguyên như năm 2022, bao gồm các phương thức xét tuyển như xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét học bạ, xét điểm từ kỳ thi đánh giá tư duy. Cái kết quả thi học phổ thông là chiếm tỷ trọng cao nhất, rồi đến một phần xét học bạ và bây giờ mở rộng thêm một số cái hình thức đánh giá bằng năng lực, tư duy và năng lực khác để đảm bảo phù hợp với cả cái từng ngành nghề mà tôi như nói ở trên. Có ngành thì tỷ trọng của thi học phổ thông có thể 50%, có ngành thì là có thể 60%, 70%. Còn học bạ thì chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu và cái xét học bạ nó sẽ giảm bớt được dần đi. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông ấy, cho đến nay thì kỳ thi đấy vẫn là một kỳ thi mà được công nhận nhiều nhất và thí sinh tham gia nhiều nhất. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng là nhà trường sẽ có lộ trình chứ cũng không làm cái thay đổi nó quá đột ngột để nó ảnh hưởng đến thí sinh. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mùa tuyển sinh năm 2022, trong hơn 570.000 thí sinh trúng tuyển đại học thì có hơn một nửa chiếm tỷ lệ 52,38% dùng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để xét tuyển. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong hơn 20 phương thức tuyển sinh. Và dù hiện có nhiều phương thức xét tuyển đại học khác nhau, các chuyên gia cũng lưu ý thí sinh không nên thử quá nhiều phương thức bởi vì mỗi bài thi được thiết kế có cấu trúc khác nhau. Mặc dù mẫu số chung có thể đều hướng về đánh giá năng lực hoặc là đánh giá kiến thức, nhưng cách làm và chiến lược mỗi bài thi là khác nhau. Thông tin mới nhất từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì công tác tuyển sinh đại học năm 2023 cơ bản ổn định như năm 2022, nhưng mà sẽ được thiết kế với lịch trình sớm hơn so với năm ngoái. Có trường thì sẽ tuyển sinh sớm bắt đầu tháng 3 tới. Theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kế hoạch tuyển sinh tổng thể năm 2023 được thiết kế với lịch trình sớm hơn năm 2022 để công tác tuyển sinh có thể hoàn tất và bắt đầu năm học mới vào tháng 9 của năm 2023. Bộ sẽ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật và giao diện trên phần mềm của hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.
nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong quá trình đăng ký xét tuyển và hạn chế tối đa tình trạng nhầm lẫn của các thí sinh. Những điều chỉnh này nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các thí sinh trong đợt tuyển sinh, đặc biệt là khi đăng ký xét tuyển vào các cơ sở đào tạo có mức độ cạnh tranh cao, cần nguồn tuyển đầu vào có chất lượng tốt. Một số trường sẽ được tuyển sinh sớm từ tháng 3 như Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa có quyết định khởi tố bắt tạm giam thêm 4 cán bộ trong vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ ở Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn. Các bị can bao gồm Nguyễn Cảnh Dũng, Lê Đình Sơn đều là phó chi cục trưởng, Lưu Hồng Lân, phó đội trưởng đội nghiệp vụ và Vũ Hồng Hải là công chức. Trước đó, ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ gồm Phan Văn Nhâm, sinh năm 1964, chi cục trưởng, Ngô Xuân Khang, sinh năm 1968, đội trưởng đội nghiệp vụ, Đăng Minh Sơn, sinh năm 1973, cán bộ đội nghiệp vụ. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn bắt thêm bị can Đinh Thị Hoa, sinh năm 1980, phó giám đốc công ty trách nhiệm hạn Laubase Paris về hành vi đưa hối lộ. Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 11 của năm 2022, các cán bộ hải quan nói trên đã nhận tiền của bà Hoa là 2,1 tỷ đồng để cho 5.100 xe ô tô quá tải qua cửa khẩu Nậm Cắn. Khác với giá thực phẩm, thì do giá ga thế giới biến động mạnh, thì giá ga bán lẻ trong nước đã tăng mạnh và nhập cưỡng trên 60.000 đồng một bình 12 kg. Người tiêu dùng sẽ phải trả thêm 5.167 đồng cho mỗi kg ga, tương đương 62.000 đồng một bình 12 kg so với tháng trước. Đây là lần tăng giá đầu tiên kể từ đầu năm 2023 đến nay sau lần giảm giá hồi tháng 1 vừa qua. Công ty Sài Gòn Petro cho biết giá ga tháng 2 tăng là do nhà cung cấp thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân lên đến 790 đô la Mỹ một tấn, tăng 192 đô la Mỹ một tấn so với tháng trước. Từ cuối tháng 1 trở đi, khí hậu tại nhiều nước Đông Bắc Á và châu Âu chuyển sang lạnh dần, nhu cầu sử dụng nhiên liệu tăng lên khiến giá ga thế giới cũng tăng theo. Hiện giá ga trong nước phụ thuộc vào diễn biến thế giới với nguồn cung nội địa chủ động được khoảng 60% mức tiêu thụ. Theo phản ánh của các đơn vị phân phối ga lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh, khi giá nhiên liệu này leo thang, nhu cầu có xu hướng giảm do một lượng đáng kể người tiêu dùng dần chuyển sang dùng bếp điện.